Chào tất cả mọi người, mình là Phan Thị Kim, mình 17 tuổi. Mình học ở trường chuyên Lê Quý Đôn ở dưới Vũng Tàu. Và năm nay là mình lớp 12. Thì vừa rồi mình mới đậu phỏng vấn visa thì mình rất là vui và rất hạnh phúc. Mình đậu phỏng vấn visa xin đi Mỹ. Và qua đấy mình sẽ ở homestay học trường De La Salle Institute, bang Chicago. Thì cái lúc và cái quá trình mà mình nhận được visa thì đầu tiên thì mình sẽ xếp hàng và đến giờ xếp hàng thì ta sẽ kiểm tra giấy tờ này nọ rồi cho vô, sẽ kiểm tra thêm một lần nữa, rồi lại đi vô lần nữa và sẽ kiểm tra cái passport của mình. Và sau đấy người ta sẽ vô lấy dấu vân tay, và đến lúc lấy dấu vân tay phải cẩn thận và nghe theo lời người ta nói, nếu không là có thể cái người đấy cũng sẽ khó chịu và sẽ khiến mình hoang mang hơn. Rồi sau khi lấy xong dấu vân tay thì mình sẽ đi vô trong chỗ chờ, đi đứng theo hàng. Rồi sau đấy có một chị đứng ở đấy, chị đó sẽ chỉ đạo cho mình là mình cần vô cái buồng nào. Có 8 buồng thì mình vô buồng thứ 3, đó là buồng của một anh người da đen, người châu, người Mỹ da đen. Thì anh rất là, lúc đầu thì mình nghĩ là anh sẽ hơi khó, nhưng mà thực ra thì anh rất là dễ nói chuyện, kiểu giống như một bạn bè với nhau vậy. Sau rồi anh mới chào mình rồi lấy cái passport của mình, rồi mới sau mới hỏi về tại sao mình chọn trường này, rồi hỏi về cái tên trường, tại vì cái tên trường mình có hơi trục trặc là nó có chữ Campus for Boys, nhận ra là nó đã gộp lại với nữ rồi. Thì sau đó khi mình nhắc cái vụ đấy thì anh cười, rồi anh mới hỏi về cái học bạ, rồi hỏi về gia đình là có người thân bên đấy không. Mình có, thì xong rồi anh mới hỏi về chị của mình bên đấy, thì mình trả lời chị mình đang xin việc cho cái chỗ ngân hàng này. Thì anh mới kiểu được, sau rồi anh mới nói thêm là gì đấy, kiểu trao đổi rất là như bạn bè luôn, lại cũng nói là anh đang mệt là do có nhiều người này nọ. Sau rồi nói một hồi xong thì anh mới đưa cho, cầm cái giấy màu hồng lên để anh mới kêu là qua đấy, đây là cái giấy này để chung là nhắc mình là mình sẽ cần phải lấy cái passport, rồi sau đó để qua đấy thì anh trước là qua đấy thì mình sẽ làm, mình sẽ học là tốt và được sự may mắn, thì mới rất là vui. Sau mình mới đi ra ngoài thì qua cái này thì mình muốn có một chút lời khuyên cho các bạn, đó là tốt nhất là các bạn nên học thật, cố gắng học tốt để có học bạ tốt so với để người ta xem, ta sẽ thấy ấn tượng. Và khi mà đứng ở đấy thì mình không có được kiểu tỏ ra sợ hãi hay là nói chuyện run, mình phải cố gắng làm sao mình điều chỉnh cái giọng của mình để kiểu nói như là kiểu một người bình thường với người ta, phải chứ không phải là mình đang quá tôn trọng hay là mình quá sợ người ta. Thì mình không có được kiểu nhìn tới nhìn lui, nhìn khắp nơi, mà hãy nhìn thẳng vào người ta và kiểu mặt tươi cười lên, nói chuyện như bạn bè vậy. Thì trong quá trình làm hồ sơ thì mình đã nhận được sự giúp đỡ của Tân Đại Dương rất là nhiều, và trong đó có sự giúp đỡ rất là nhiều của chị Quế Nhi. Và trong cái hồ sơ của mình mà có sai sót gì á, hay là cái cách mình trả lời thì chị sẽ sửa lại hết cho mình. Và có lẽ đó là cách mà mình có thể tự tin mà đứng trả lời được. Cảm ơn các bạn.